Kính chào quý vị và các bạn, Hồng Dao rất vui khi được đồng hành cùng quý vị trong chương trình cập nhật những thông tin nổi bật trong ngày của báo Người Lao Động. Sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Thượng tướng Lương Tam Quang làm Bộ trưởng Công an. Chiều 6 tháng 6 tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 đã thông qua nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Công an nhiệm kỳ 2021-2026 với Thượng tướng Lương Tam Quang. Trước đó, sáng cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trình Quốc hội danh sách đề nghị Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Công an nhiệm kỳ 2021-2026 và Quốc hội thảo luận tại đoàn về nội dung này. Nhân sự được Thủ tướng đề nghị là Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an. Đầu giờ chiều ngày 6 tháng 6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo về việc giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội thảo luận tại đoàn. Quốc hội thảo luận biểu quyết thông qua danh sách để phê chuẩn Bộ trưởng Bộ Công an và tiến hành phê chuẩn Bộ trưởng Bộ Công an đối với Thượng tướng Lương Tam Quang bằng hình thức bỏ phiếu kín. Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội dự thảo nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Công an. Quốc hội đã thảo luận biểu quyết thông qua nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Công an với tuyệt đại đa số đại biểu Quốc hội có mặt tán thành. Tiểu sử đồng chí Lương Tam Quang, họ và tên Lương Tam Quang, ngày sinh 17 tháng 10 năm 1965, ngày vào đảng 21 tháng 11 năm 1998, quê quán xã Hiệp Cường, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, dân tộc Kinh, chức vụ Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thượng tướng từ tháng 1 năm 2022, Thứ trưởng Bộ Công an. Trình độ lý luận chính trị cao cấp, trình độ chuyên môn, cử nhân chuyên ngành điều tra tội phạm. Tóm tắt quá trình công tác, trước năm 2012, trợ lý Thứ trưởng Bộ Công an, năm 2012, đại tá Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an, năm 2015, được thăng cấp bậc hàm thiếu tướng. Tháng 10 năm 2017, Thiếu tướng Chánh Văn phòng Bộ Công an, kiêm người phát ngôn của Bộ Công an. Năm 2019, được thăng cấp bậc hàm trung tướng. Ngày 15 tháng 8 năm 2019, Thứ trưởng Bộ Công an. Tháng 5 năm 2020, kiêm Thủ trưởng Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an. Ngày 30 tháng 1 năm 2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, nhiệm kỳ 2021-2026. Tháng 1 năm 2022, được thăng cấp bậc hàm Thượng tướng. Chủ tịch nước Tô Lâm tuyên thệ nhậm chức. Chủ tịch nước Tô Lâm tuyên thệ tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với hiến pháp, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao. Cụ thể, sáng 22 tháng 5, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 15, Quốc hội tiến hành công tác nhân sự bầu Chủ tịch nước. Với 472 trên 473 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành thông qua nghị quyết, Quốc hội đã bầu Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, làm Chủ tịch nước, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhiệm kỳ 2021-2026. Lễ tuyên thệ của tân Chủ tịch nước Tô Lâm diễn ra ngay sau đó. Chủ tịch nước Tô Lâm tuyên thệ, dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội, đồng bào, cử tri cả nước, tôi, Chủ tịch nước, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xin tuyên thệ tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Phát biểu nhậm chức ngay sau lễ tuyên thệ, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng cảm ơn các vị đại biểu Quốc hội khóa 15 đã tín nhiệm bầu ông giữ chức Chủ tịch nước, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ông trân trọng cảm ơn Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tín nhiệm giới thiệu ông làm Chủ tịch nước. Tân Chủ tịch nước khẳng định đây là niềm vinh dự to lớn, đồng thời là trách nhiệm cao cả trước Đảng, Nhà nước và nhân dân. Tóm tắt tiểu sử Đại tướng Tô Lâm. Đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an. Sinh ngày 10 tháng 7 năm 1957, dân tộc Kinh, quê quán xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Thành phần gia đình, cán bộ. Nghề nghiệp khi được tuyển dụng, học sinh. Ngày được tuyển dụng vào Công an Nhân dân, tháng 10 năm 1974.
Ngày vào đảng 22 tháng 8 năm 1981. Ngày chính thức 22 tháng 8 năm 1982. Trình độ được đào tạo: giáo dục phổ thông 10/10. Chuyên môn nghiệp vụ: Đại học An ninh Nhân dân. Học hàm học vị: giáo sư tiến sĩ. Lý luận chính trị: cao cấp. Ngoại ngữ: Anh C. Khen thưởng: ba huân chương quân công hạng nhất tháng 5 năm 2014, tháng 7 năm 2015, tháng 12 năm 2020. Huân chương quân công hạng 3 tháng 7 năm 2011. Hai huân chương chiến công hạng nhất tháng 1 năm 2002, tháng 9 năm 2008. Huân chương chiến công hạng nhì tháng 5 năm 2007. Huân chương chiến công hạng 3 tháng 3 năm 2007. Huân chương chiến sĩ vẻ vang hạng nhất, hạng nhì, hạng 3 tháng 11 năm 2015. Huy chương vì sự nghiệp an ninh Tổ quốc năm 2002. Huân chương tự do hạng nhất của nhà nước Lào 2017. Huân chương lao động hạng nhất của nhà nước Lào 2017. Ủy viên Trung ương Đảng khóa 11, 12, 13. Ủy viên Bộ Chính trị khóa 12, 13. Đại biểu Quốc hội khóa 14, 15. Cấp bậc hàm đại tướng tháng 2 năm 2019. Tóm tắt quá trình công tác: từ tháng 10 năm 1974 đến tháng 7 năm 1979, học viên Đại học An ninh Nhân dân. Từ tháng 7 năm 1979 đến tháng 12 năm 1988, cán bộ Cục Bảo vệ Chính trị 1, Bộ Công an. Từ tháng 12 năm 1988 đến tháng 5 năm 1990, Phó trưởng phòng Cục Bảo vệ Chính trị 1, Tổng cục An ninh, Bộ Công an. Từ tháng 5 năm 1990 đến tháng 6 năm 1993, trưởng phòng Cục Bảo vệ Chính trị 1, Tổng cục An ninh, Bộ Công an. Từ tháng 6 năm 1993 đến tháng 5 năm 1997, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ Chính trị 1, Tổng cục An ninh, Bộ Công an. Từ tháng 5 năm 1997 đến tháng 6 năm 2006, Cục trưởng Cục Bảo vệ Chính trị 3, Tổng cục An ninh, Bộ Công an. Từ tháng 6 năm 2006 đến tháng 12 năm 2009, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, Bộ Công an. Từ tháng 12 năm 2009 đến tháng 2 năm 2010, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục An ninh, Bộ Công an. Từ tháng 2 năm 2010 đến tháng 7 năm 2010, Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh 1, Bộ Công an. Từ tháng 8 năm 2010 đến tháng 4 năm 2016, Thứ trưởng Bộ Công an. Tháng 1 năm 2011, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 11. Tháng 1 năm 2016, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 12. Từ tháng 4 năm 2016 đến nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an. Tháng 1 năm 2021, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, Phó trưởng Tiểu ban Bảo vệ Chính trị Nội bộ Trung ương, Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Ủy viên Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương, đại biểu Quốc hội khóa 14, 15. Những thông tin thời sự mới nhất sẽ được chúng tôi cập nhật ở những chương trình tiếp theo. Quý vị và các bạn đừng quên đăng ký kênh YouTube của Báo Người Lao Động để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.